Xin chào các bạn. Đây là bài số 8 và ta sẽ tiếp tục với hàm print. Trong lập trình thì có vẻ là hàm print nó rất là quan trọng ha. Thì mình sẽ tiếp tục như những lần trước thì mình sẽ gõ hết những cái code này vào trong cái chương trình và mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Và bây giờ là sẽ tạo một cái exercise 8 và sẽ lưu lại ở đây. Vậy bây giờ mình bắt đầu thôi. Wow. Rồi xong. Bây giờ là kiểm tra lại thử nó có lỗi gì hay không nhé. Có vẻ là ổn. Good night said so. Things didn't hit but right up. I couldn't do that. Think this had I. Format master print. Ok. Cái này là cái bốn format master đúng không? Bốn format master. True. 4 4 truths and 4 3 2 1 4 3 2 1 ok. Có vẻ là ổn rồi, thì bây giờ là sẽ chạy cái code này cho các bạn coi thì nó ra kết quả như thế nào. Ở đây thì đã chuẩn bị sẵn cái file lên Python the hardware rồi, thì mình sẽ chạy thôi và sẽ chạy cái exercise số 8 và nó sẽ in ra kết quả như thế này. Mình so sánh thì kết quả của ông tác giả thì như thế nào. Có vẻ là giống 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 4. Và đây mình thấy là toàn in là %R% R không rồi đúng không? Tại vì sao? Tại vì ở cái đoạn code mình in ở đây là mình in ra cái format master, và cái format master là mình để là dấu hai ngoặc ở đây, dấu hai phẩy ở đây, và khi đã mình in ra thì nó in ra dấu một phẩy. Thì như Đạt đã nói thì cái này là cái cách mà nó sẽ debug cái chương trình của mình bằng cách là nó sẽ in ra toàn bộ cái string nhưng mà thay tất cả mọi thứ bằng cái dấu phẩy một phẩy nếu nó là string. Tương tự so với 1, 2, 3, 4 thì mình đã để là hai phẩy nhưng mà nó sẽ in ra một phẩy mà thôi. Và cái đây là cái chuỗi mà mình in ra thì nó cũng in ra tương tự như như vậy thôi. Tuy nhiên nếu mà mình để ý thật là kỹ thì mình sẽ thấy là ở đây nó dùng dấu hai phẩy. Tại vì sao vậy? Tại vì bên trong nó có dấu một phẩy rồi, nếu mà mình để dấu một phẩy nữa thì nó sẽ bị lỗi. Tức là nếu mà để một dấu một phẩy ngay đây á, thì nó sẽ dừng cái chuỗi tới đây và cái đoạn sau nó sẽ bị lỗi. Vì lý do đó cho nên là trong trường hợp debug nó vẫn hiểu được và nó sẽ thay dấu một phẩy thành dấu hai phẩy nằm ngay chỗ này. Có vẻ rất là hay nhỉ. Bây giờ mình quay lại cái format này thì xem thử cái gì đặc biệt hay không. Thì cái format đầu tiên là mình để nó %R%R%R thì mình sẽ thay thế 1, 2, 3, 4 vào. Tương tự 1, 2, 3, 4, 2, 4 này kia cái giá trị vào bên trong thì nó tự động nó in ra thôi. Và trường hợp đặc biệt nhất là cái format mà lại in ra chính xác là cái format. Nghĩa là đầu tiên là lấy cái này. Thì cái dòng này nó tương đương như thế nào? Bây giờ là sẽ làm sửa lại một chút để các bạn coi thử cái dòng này nó tương đương như thế nào. Bây giờ copy cái dòng này ra bên ngoài. Đây. Thì cái dòng này nó sẽ tương đương với mình làm như thế này, mình copy cái dòng này và mình
print cái này, và bên trong bên sau đó nó sẽ là nguyên một cái đám như thế này. Đây là một cách hiểu. Cách hiểu tiếp theo thì mình có thể hiểu là mình thay tất cả những cái chỗ nào mà cái chữ format master á, thay bằng cái chuỗi bốn cái R này, chỗ nào cũng giống cái trang như vậy, thì nó sẽ thay thế là một cái R này nè, cái R đầu tiên nè, nó sẽ được thay thế bằng bốn cái R này. Tương tự cái R thứ hai nó sẽ được thay thế bằng bốn cái R này, và cái thứ ba tương cũng vậy. Thì đó là lý do mà tại sao mình sẽ có được cái chuỗi ở đây, là nó sẽ có là 4R, 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 là 4 cộng ha. Thì mình nghĩ tới đây là ổn rồi, thì Đạt sẽ dừng lại tại đây và sẽ làm cái phần study drill cho cái topic này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.